có lợi vô ích, nó còn khiến cho mình bị suy giảm những cái thiện pháp. Ví dụ như nó làm suy giảm cái khả năng định tâm của mình, nó làm suy giảm cái khả năng suy nghĩ thiện, nói cái lời thiện và làm những cái việc thiện. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình tốn thời gian vào những cái việc vô ích đó, thì mình sẽ mất đi cái khoảng thời gian dành cho những việc có ích. Cho nên khi mà mình nói lời vô ích thì mình sẽ làm giảm cái khả năng mà mình làm những cái việc nó có lợi ích. Nó có những thứ như thế này nè. Ví dụ như những cái người mà viết sách báo, hoặc là những người viết truyện, hoặc là những nghệ sĩ đó, thì họ thường viết nên những cái câu chuyện, diễn những cái vở kịch, đóng những bộ phim. Những thứ đó thứ nhất có khi nó không có thật, tại vì khi mà họ làm nên một tác phẩm thì họ phải có thêm mắm dặm muối vào trong đó nữa. Họ phải có những cái suy diễn, phải có những cái nó không có đúng với thực tế để mà họ tạo nên những cái tác phẩm. Và khi họ làm như vậy thì bản thân họ chính là đã phạm cái giới nó không nói cái điều của ích này. Chính bản thân họ đã nói cái lời của ích, mặc dù có khi họ chỉ viết thôi, họ không có dùng lời nói, nhưng mà họ dùng cái cây viết của họ thì nó vẫn tính là phạm cái giới này. Và thực tế đó, cho dù quý vị có thọ giới hay không thọ giới đi chăng nữa, thì khi mà mình phạm cái giới này thì mình vẫn mang nghiệp như nhau. Và một điều thứ hai nó cũng rất quan trọng là có những khi mà mình viết hoặc là mình nói những cái việc mà nó không có thật, tuy nhiên nó làm cho mình coi như là giải thích rõ cái ý nghĩa của những cái thiện pháp, hoặc để mình ví dụ cho chánh pháp. Ví dụ như mình nói những kể những cái câu chuyện những không có thật để chi, để mà mình giảng pháp, thì trong cái trường hợp đó đó được xem như là không có tội. Tuy nhiên có hai cách hiểu cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ nhất là khi mà mình bịa ra một cái câu chuyện nào đó nhằm cái mục đích làm rõ hơn cái ý nghĩa của chánh pháp, nhưng mà nhiều người đó họ không hiểu được cái giới hạn, họ không hiểu được giới hạn. Bởi vì sao? Đức Phật có nói như thế này nè, trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 2 pháp, có hai hạng người xuất hiện ở thế gian. Thế nào là hai? Hạng người phỉ báng Như Lai và hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hạng người phỉ báng Như Lai? Đó là hạng người những gì Như Lai không nói không thuyết thì bảo là Như Lai có nói có thuyết. Những gì Như Lai có nói có thuyết thì bảo là Như Lai không nói không thuyết. Và cái hạng người không phỉ báng Như Lai thì ngược lại, có nghĩa là những gì Đức Phật có nói thì mình nói là Đức Phật có nói. Những gì Đức Phật không nói thì mình nói là Đức Phật không nói. Cho nên trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy, Theravada rất kỵ cái chuyện mà tự sáng tác ra một thứ gì đó và mình gọi đó là một bài kinh. Rất kỵ cái chuyện đó. Anh có thể anh đưa ra một câu chuyện gì đó để anh ví dụ cho cái giáo pháp thì được, nhưng anh không thể nói cái này Phật nói. Bởi vì sao? Phật không có nói, mà mình tự ý mình thêm vào, mình nói là cái này Phật có nói. Chính Phật nói vậy đó. Chính những cái đó thì Phật giáo nguyên thủy không có đồng ý. Thì đó là một cái điều đại kỵ. Còn những cái ví dụ khác, chẳng hạn như có nhiều lần sư ví dụ như là cái con đường mà đi đến cái đạo giải thoát, nó cũng giống như mình đi từ đây ra Hà Nội, mình đi máy bay cũng tới, mình đi xe đò cũng tới, và mình đi bộ cũng tới. Nó cũng giống như là khi mà mình tu tập đưa đến đạo giải thoát vậy, xuất gia thì vẫn đạt được đến cái đạo quả giải thoát, đi bộ thì tại gia vẫn có thể đạt đến đạo quả giải thoát. Nhưng mà làm sao đối với những người đó họ đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì ở cái kiếp hiện tại này họ không cần xuất gia, họ vẫn có thể đắc đạo đắc quả. Nó cũng giống như những người đi về Hà Nội mà họ chỉ còn có vài ba bước nữa là họ đi vô tới cái địa phận Hà Nội, thì họ không có lý do gì để mà họ mua cái vé máy bay họ bay hết, họ đi bộ là được rồi. Thì rõ ràng khi mà sư đưa ra cái ví dụ như vậy đó, ở đây mình đâu có ai ra Hà Nội đó, đúng không? Ở đây mình không ai có nhu cầu ra đó hết. Thì cái câu chuyện sư đưa ra là một câu chuyện không có thật, nhưng mà
nó dùng cái câu chuyện đó để nó giải thích cho chánh pháp, thì trong trường hợp này có thể chấp nhận được. Nhưng cho nên ấy, trong cái vấn đề này mình phải hiểu được đâu là cái giới hạn của cái câu chuyện của mình. Mình phải hiểu được đâu là giới hạn. Chứ không phải là mình bịa ra một ông Phật nào đó, rồi mình bịa ra một cái cảnh giới nào đó, rồi mình nói là à, Phật nói như vậy, Phật thuyết như vậy, và Phật dạy như vậy, trong khi đó Phật không có nói. Cho nên ấy, Phật giáo Nguyên Thủy không công nhận một số vị Phật. Tại vì sao? Đối chiếu kinh điển, Đức Phật có đưa ra, để coi, 29, Đức Phật có kể tên 29 vị Phật quá khứ. À, 28, 28, tính luôn Đức Phật Gotama là 28. Và cộng thêm 10 vị Phật Vị Lai. Có nghĩa là tổng cộng là 38 tên vị Phật cả thảy, 38. Thì Phật giáo Nguyên Thủy chỉ công nhận 38 cái tên này thôi. Phật giáo Nguyên Thủy không công nhận những vị Phật mang những cái tên khác. Tại vì sao? Mình có chắc đồng ý là có vô số vị Phật quá khứ và sẽ có vô số vị Phật tương lai. Nhưng mà nếu mà tôi ví dụ như sư sư sám hối trước cái Tam Bảo, chẳng hạn như bây giờ sư tự tự ý mình đặt tên là có một vị Phật tên là Nguyễn Văn A, rồi cái là mình đưa lên bàn thờ một cái hình Phật, rồi mình nói vào cái thời vị lai nào đó, hoặc là vào cái thời quá khứ nào đó có một vị Phật tên là Nguyễn Văn A, và tôi quỳ tôi lại Phật Nguyễn Văn A, Phật giáo Nguyên Thủy không đồng ý. Chừng nào mà Đức Phật nói là có vị Phật tên là Nguyễn Văn A thì mình mới đồng ý. Còn Đức Phật không có nói, trong Tam Tạng kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy không có, thì mình không đồng ý, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là sự khác biệt giữa hai cái hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Pháp Chuyển. Và còn một cái nữa là có những việc mà mình giao tiếp trong xã hội, chẳng hạn như đây là cái ly nước của sư, đây là cái đó là cái tập của quý vị, hay là chẳng hạn trời mưa thì nó hỏi đồ của ai đem đem đồ vô, thì chẳng hạn một vị nói, đồ của tôi để tôi đem vô. Những cái thứ đó rõ ràng nó không liên hệ tới thiện pháp, rõ ràng nó không liên hệ tới giải thoát, nhưng mà đó là những thứ cơ bản để loài người giao tiếp được với nhau. Chẳng hạn như nói hôm nay đi chợ nhớ mua thịt mua cá về hôm nay nấu ăn, thì đó là những thứ cơ bản để loài người giao tiếp với nhau. Thì trong cái trường hợp đó mình vẫn không tính là phạm giới, nhớ nha, có những cái trường hợp như vậy. Hoặc là cũng là ghi chép đó, nhưng mà mình ghi chép những cái sự thật. Chẳng hạn như sao, khi mình làm việc mình cần ghi chép là những cái sổ sách buôn bán, hoặc là mình cần ghi chép lại những cái công việc hàng ngày, thì rõ ràng những cái việc đó nó không phục vụ chánh pháp, nó không đưa đến thiện pháp, nhưng mà nó phục vụ cho công việc hàng ngày. Và đó, trong cái phần đó đó là mình chỉ ghi cái sự thật thôi, mình chỉ ghi những thứ cần thiết khi mà mình phải làm việc để mà mình làm ăn buôn bán, thì trong trường hợp đó mình vẫn không tính là phạm giới. Nếu nhìn mình phải nhớ những cái trường hợp này. Và trong cái trường hợp mà tội nặng và tội nhẹ ở trong cái giới này đó, giới nói cái chuyện vô ích hay nhiều người còn nói là nói nhảm nhí đó, thì nó có hai thứ. Tội nặng là đối với những ai mà nói cái vấn đề này mà nói thành cái thói quen, coi như là mình nói dốc thành tánh đó. Đó là những cái trường hợp nào, ví dụ như những cái nhà văn họ chuyên viết chuyện những cái câu chuyện vô bổ, không có đưa đến giải thoát, không đưa đến thiện pháp. Cái chuyện đó thì nhiều lắm, những nhà văn hoặc là những người nghệ sĩ họ ca múa hoặc họ đóng phim, những cái tác phẩm của họ không đưa đến những cái thiện pháp, không đưa đến giải thoát, thì mình đều xem đó là những người thường xuyên sống trong những cái câu chuyện vô ích, và họ thường xuyên nói những cái lời vô ích. Còn đối với tội nhẹ đó thì mình, đó là những cái trường hợp mà thỉnh thoảng mình mới nói. Ví dụ như có những cái trường hợp thỉnh thoảng mình ngồi nói chuyện với bạn bè, hoặc là Tết nhất thỉnh thoảng mình tới thăm gia đình họ hàng bà con, rồi mình ngồi mình tám từ sáng tới chiều, thì trong những cái trường hợp đó thì mình không phải mình làm thường xuyên,
không phải làm thường xuyên và nó không phải là một cái thói quen. Còn những ai mà quen tám rồi, ngồi ở đâu cũng tám được thì cái đó là chuyện khác. Còn đối với những ai thì trong ví dụ như trong những cái giao tiếp thì những cái trường hợp đặc biệt như vậy thỉnh thoảng mới làm á thì được xem là tội nhẹ. Và nói về nghiệp thì như hồi nãy sư nói đó, cái mà tác hại lớn nhất trong cái đời sống hiện tại đó là mình mất thời gian cho những cái thiện pháp, và nó sẽ làm cho những cái thiện pháp mà mình đang có đó nó suy giảm. Những thiện pháp mình chưa có nó sẽ không có, nó sẽ không phát sinh, và những thiện pháp mà mình đã có nó sẽ suy giảm. Ví dụ như mình đang có giới, đang có định, đang có tuệ mà mình sa đà vào những cái chuyện vô ích thì thiện pháp mình sẽ suy giảm. Đó là cái quả báo hiện tại. Và cái quả báo trong cái đời sống vị lai đó thì cái người nói những cái lời vô ích như thế này nè, thưa với quý vị, là họ vẫn đi xuống địa ngục như thường, vẫn đi xuống ngạ quỷ như thường, vẫn đi xuống loài súc sanh như thường. Và sau khi mà trải qua những cái kiếp đó, nhờ một cái cơ hội hãn hữu nào đó được sanh làm người, thì họ sẽ phải chịu những cái quả báo sau đây. Thứ nhất là sẽ có nhiều người không tin cái lời họ nói, lời nói của họ không có giá trị, sẽ có nhiều người không tin. Đó là quả báo thứ nhất. Quả báo thứ hai là họ không có khả năng làm cho người ta tin tưởng. Hai cái thứ này nó hại lắm. Tại vì sao? Bởi vì mình đi làm ai cũng phải làm ăn kiếm sống, cái uy tín là cái quan trọng nhất, mà mình không thể làm cho người ta tin được mình thì mình không thể nào mình làm ăn được. Cho nên ráng nhớ cái vấn đề này. Cái thứ ba là mình sẽ có nhiều người không có ưa thích và không được kính trọng. Thứ tư, mình là người nghèo khổ và không có quyền lực. Học cái này mình mới thấy đó, là rất nhiều những cái giới mà khi mà mình phạm vào cái giới đó là mình sẽ bị nghèo và mình sẽ rơi vào cái tình trạng là không có quyền lực, có nghĩa là những cái giai cấp mà thấp kém. Chứ còn hồi trước tới giờ mình chưa có đi học, chưa có học Phật pháp, mình cứ nghĩ là cùng lắm là bố thí thì được tài sản, không bố thí thì bị nghèo, hoặc là ai giỏi hơn nữa thì nó nghĩ là trộm cắp, cái giới trộm cắp nó mới dính dáng đến cái chuyện giàu nghèo. Nhưng không, quý vị thấy không, rất nhiều những cái giới mà mình vừa học nó đều dính dáng tới cái chuyện mà làm cho mình bị mất mát tài sản. Ngay cả cái chuyện như là mình nói dối thì mình cũng làm cho mình mất mát tài sản. Nhưng bây giờ ngay cả cái chuyện mình nói cái chuyện vô ích, nói lời vô ích, nó cũng khiến cho mình mất mát tài sản. Cho nên á, gì thấy người ta nói là cái khoảng 5% dân số, 5% dân số trên thế giới nắm giữ 95% tổng số tài sản, và 95% cái số người còn lại chia nhau 5% cái tài sản. Cái người mà giàu rất là hiếm, và mình cũng để ý thấy là những người giàu đó họ rất là ít có con họ rất là ít. Thì nếu mà mình xét theo nghiệp thì mình sẽ thấy là cái người mà giữ giới, biết bố thí và biết giữ giới, cái người đó nó hiếm lắm thưa quý vị. Cho nên ấy, rất hiếm những cái người mà đủ cái phước để sanh vào những cái gia đình giàu có, hiếm lắm. Và cái điều cuối cùng của cái việc mà mình nói cái lời vô ích ấy, là nó khiến cho mình trở thành một con người ngu dốt, là không có trí tuệ. Nó quay về được rồi, về học đi. Thì trong trường bộ Đức Phật có nói là tổng cộng là 32 cái trường hợp mà mình nói lời vô ích, 32 trường hợp. Nhưng mà bây giờ ghi ra thì thứ nhất là mình không có nhớ nổi, cái thứ hai là nó ngán ghê lắm. Cho nên sư tóm gọn lại thôi, gọn ở cái mức nào mình mở một cái tờ báo ra coi nó có những cái chuyên mục gì,
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, rồi cái chuyện gia đình, chuyện vợ con, chuyện vợ chồng con cái, rồi chuyện quốc gia, chuyện thế giới, rồi chuyện cây cối, rồi chuyện đất đai, rồi chuyện cái gì những chuyện cái gì trăng sao hoa lá, tất cả những thứ đó đều là chuyện vô ích. Chỉ trừ chuyên mục gì người tốt việc tốt, không là cái gì hoàn cảnh khó khăn thì cái đó thì họa mai thì còn dính tới thiện pháp, còn ngoài ra tất cả những cái mục còn lại trên báo chí đều là cái chuyện vô ích. Tại sao mình coi xong lần rồi đâu có ai coi lại lần thứ hai đâu? Ví dụ như đồ cái gì cũ cũng còn xài được mà báo cũ là hết xài, đâu có ai đọc lại đâu, chỉ có đem nhóm bếp hoặc đem cân giấy dụng hết. Cho nên hầu hết tất cả những cái thứ mà chuyên mục mà quý vị có thể tìm thấy trên tờ báo đều là chuyện vô ích. Ngay cả cái chuyện chính trị, ngay cả cái chuyện văn hóa, kinh tế, xã hội, tất cả những thứ đó đều là vô ích. Bởi vì sao? Theo cái quan niệm Phật giáo, những gì không đưa đến thiện pháp, không đưa đến giải thoát đều là chuyện vô ích. Quý vị thấy, như bây giờ mình nói là hai nước đánh nhau, hai nước đánh nhau. Thì hồi xưa vua Lưu Ly tấn công dòng tộc Thích Ca, thì vào cái thời điểm đó đó người ta coi cái chuyện đó là một cái chuyện nóng hổi, một cái chuyện mà chiến tranh, một cái chuyện rất là nghiêm trọng. Nhưng mà rồi sao, 2.500 năm sau cái chuyện đó nó phai nhạt, đâu ai thèm nhớ tới gì nữa. Rồi cái vương quốc của vua Lưu Ly cũng đâu còn, rồi cái dòng tộc Thích Ca, cái thành Xá Vệ bây giờ nó cũng đâu còn ai mà nhớ tới, nó chìm hẳn trong cái dòng lịch sử. Bây giờ thì mình còn nói là còn cái nước Trung Quốc, còn cái nước Việt Nam, rồi hai nước kình nhau tranh chấp ở một cái khu vực nào đó, một vài hòn đảo, một vài vùng biển. Nhưng mà quý vị có biết là chừng vài trăm năm sau, vài ngàn năm sau, cái Trung Quốc nó cũng sẽ khác, Việt Nam mình cũng sẽ khác. Và lúc đó người ta nhìn lại cái chuyện mà mình bây giờ mà mình giành nhau vài hòn đảo đó, người ta thấy không có nghĩa lý gì hết. Cho nên tất cả những chuyện đó là cái chuyện vô ích. Và bây giờ mình là người Việt Nam, mình có thể là mình ghét một cái dân tộc khác, chẳng hạn như mình ghét Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà đó, đời người sống được mấy chục năm, hết cái tuổi thọ này, có chắc là mình không tái sanh làm người Trung Quốc không? Đó, rồi mình ở đây mình nói cái quần đảo này là của Việt Nam, rồi tới hồi mình đẻ qua bên bển mình nói không, cái quần đảo đó là của Trung Quốc mới đúng. Rồi thì sao, mình cũng đâu có ăn nhậu gì được trong đó đâu. Rồi thì mọi người là vẫn cứ luân hồi. Cho nên đối với Đức Phật, tất cả những thứ đó đều là chuyện vô ích. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 10 pháp thì có nói mình có 10 cái điều có ích. Có nghĩa là nếu mà mình nói đó, mình ráng làm sao mình gom được trong 10 cái chuyện này là tốt. Hai thứ đầu tiên là ít muốn và biết đủ. Đó là hai hai chuyện có ích đầu tiên. Ít muốn biết đủ. Mình chỉ làm được hai chuyện này là hạnh phúc. Mà khi mà nói ít muốn biết đủ á, có hai cái loại người, có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là một cái lối sống đạm bạc. Ít muốn biết đủ là một cái lối sống đạm bạc. Thì cái loại người thứ nhất thì họ có cái gì họ dùng cái đó. Cách đạm bạc mà theo họ hiểu, có cái gì dùng cái đó. Ai cho cái gì thì ăn, không có thì thôi, có gì ăn cái đó. Còn cái loại người thứ hai đó, họ hiểu cái đạm bạc chỗ này nè. Cái gì mà được gọi là đạm bạc tôi mới xài, cái món gì mà thiên hạ coi đó là đạm bạc tôi mới ăn, còn cái món mà không phải vậy tôi không chịu ăn. Cũng là ít muốn biết đủ đó, nhưng mà hai cách hiểu, quý vị phân biệt hai cách nào? Thì theo theo quý vị cái cách nào nó hợp lý hơn? Thì đúng cách đầu nó hợp lý hơn đúng không? Chứ còn mà đạm bạc nhưng mà phải cái gì mà đạm bạc tôi mới chịu xài, còn cái gì mà không đạm bạc tôi không xài, thì cái đó là nó thành ra nó đi chặt rồi. Và hai điều tiếp theo, điều thứ ba và thứ tư, có nghĩa là mình thích ở nơi thanh vắng,
Và cái lối nói về cái lối sống độc cư. Hai điều tiếp theo là ở nơi thanh vắng và lối sống độc cư. Thì cái chuyện mà ở nơi thanh vắng là nói về cái không gian địa lý. Không gian địa lý. Còn cái lối sống độc cư thì không phải là mình cứ chui vô rừng là mình nghĩ đó là cái lối sống độc cư. Không phải là mình đóng cửa ở trong phòng một mình và mình nghĩ đó là cái lối sống độc cư. Cũng trong Tăng Chi, Đức Phật nói độc cư không phải là mình chui rút, mình tìm một cái chỗ mình ở một mình, không phải như vậy. Độc cư là mình xa lìa những cái tâm bất thiện, mình không có chung chạ với những người bất thiện, không chung chạ với những cái tâm bất thiện của chính mình. Đó mới là độc cư. Chứ còn anh đóng cửa, anh ở trong phòng mà anh mở điện thoại, anh lướt Facebook hoặc anh mở phim, anh coi phim bộ, coi hết tập này đến tập kia thì đâu, cái đó không gọi là cái lối sống độc cư. Cho nên ấy, ở đây nó mới chia làm hai. Thứ nhất là thích ở cái nơi thanh vắng. Bởi vì dù sao đi chăng nữa đó, Đức Phật nói khi mà Ngài thấy một vị tỳ kheo đệ tử Phật mà ngủ gục ở trong rừng đó, Ngài vẫn hoan hỷ hơn là một cái vị tỳ kheo mà hành thiền tinh tấn ở giữa cái lòng thành phố. Bởi vì sao? Bởi vì một người ngủ trong rừng, ít nhất khi mà họ tỉnh lại, tỉnh dậy đó, họ cũng có cơ hội để họ tiếp tục thực hành thiền định. Nhưng mà cái người mà ở trong lòng thành phố thì Đức Phật nói có rất nhiều những cái cám dỗ mà cái vị tỳ kheo này phải đối mặt. Nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên có những lúc thật sự mà nói là mình cũng muốn bỏ hết thì mình vô rừng mình tu. Còn ngọt. Thật sự khi mà tham gia những khóa thiền hoặc là tham gia những cái buổi hành thiền, mình sống xa lìa những cái tư tưởng, những cái bon chen đụng người này đụng người kia, những cái này cái kia, có những lúc muốn bỏ hết để mà mình tự mình tu chứng một mình. Tại vì nghĩ bây giờ giúp cái đám này đó mà giúp giúp nổi không, rồi giúp được bao nhiêu, trong khi đó thiện hay ác nó cũng luân hồi. Mình làm cái chuyện tốt thì mình cũng luân hồi, mình làm chuyện xấu mình cũng luân hồi. Nó nản tới cái mức mà không muốn bỏ hết để mà ngồi tu giải thoát một mình. Khi mà quý vị hành tứ niệm xứ sẽ có một cái giai đoạn mà gọi là mình chán, chán hết. Chán ngay cả đối với những cái việc thiện mà mình thường hay làm, chán luôn. Và đến cái mức độ đó đó vẫn tiếp tục hành thiện, hành giả tứ niệm xứ, khi đến cái giai đoạn đó mình gọi là cái hành xả tuệ đó, họ chán cái dòng sanh tử luân hồi, họ chán tất cả những cái cảm thọ, ngay cả cái việc ăn uống đối với họ cũng là một gánh nặng, ngay cả cái việc vệ sinh cá nhân đối với họ vẫn là một gánh nặng. Bởi vì sao? Họ thấy bất kỳ mình làm cái chuyện gì nó đều là cái nhân luân hồi cho đời sau kiếp khác. Họ chán, chán tất cả. Nhưng mà đó, hành giả vẫn tiếp tục thực hành cái đề mục của mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ không còn một cái lựa chọn nào khác. Không còn cái lựa chọn nào khác. Nó cũng giống như một cô gái mà về nhà chồng mà gặp một cái gia đình chồng không có ưa mình, một cái anh chồng phù bạc. Giai đoạn đầu thì cô sẽ rất là buồn, cô rất là chán chường. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nhất định nào đó cô sẽ nản. Cô vẫn sống mà làm những cái phận sự của mình, của một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ trong gia đình thôi. Chứ còn thật sự là không còn tha thiết cái gì hết. Thì cái hành giả tứ niệm xứ ở trong giai đoạn hành xả tuệ y chang như vậy. Có những lúc thật sự chán mà mình muốn bỏ hết mình lên rừng. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó đó sẽ có hai thứ níu mình lại, hai thứ níu mình lại. Thứ nhất, ba la mật chưa có đủ. Ba la mật chưa đủ thì anh có kiểu gì thì anh cũng còn tiếp tục ở đó thôi. Cái thứ hai là còn cái nguyện lớn, ví dụ như là nguyện thành đại đệ tử Thinh Văn, nguyện thành độc giác, nguyện thành chánh đẳng giác. Thì nếu như mà mình nếu như mà sư sư thì sư vướng một trong hai thứ này, chứ còn nếu như không vướng một trong hai thứ này thì bây giờ sư không có ngồi ở đây, có khi là mình chứng thánh mất tiêu rồi. Đủ ba la mật và không có nguyện lớn. Thật sự
Một hành giả tứ niệm xứ mà mình ở trong cái giai đoạn hành xả tuệ đó, mà mình đã đầy đủ ba la mật và mình không có cái nguyện lớn để mà nó kìm hãm mình lại, là vị đó tức khắc chứng đắc đạo quả. Nhưng mà khi mà mình vướng hai cái này, một ba la mật chưa đủ, hai là còn có nguyện lớn, thì vẫn cứ tiếp tục thực hành tứ niệm xứ. Thì đó là cái sư dùng cái ví dụ này để sư nói về cái lối sống độc cư. Độc cư ở đây là mình xa lìa những cái tư tưởng bất thiện, cho đến một cái lúc nào đó ngay cả cái tư tưởng thiện là mình cũng chán luôn. Đó mới gọi là lối sống độc cư. Cho nên một vị thánh, một vị A-la-hán, vị này sẽ không còn dính mắc nơi cái thiện và cái bất thiện. Tuy nhiên khi vị này làm việc, vị này suy nghĩ, vị này nói năng, tất cả đều là việc thiện. Nhưng mà vị này không còn dính mắc nữa, tại vì nản quá rồi. Đó là như vậy. Điều thứ năm là nói về cái việc tinh tấn tu hành để thoát khổ. Và điều thứ sáu là nói về giới trong sạch. Như quý vị thấy, khi mà mình phạm giới đó, thông thường khi mà mình phạm giới thì nó phải có một cái đối tượng để mà mình phạm giới. Chứ hầu như là mình thử tìm coi, quý vị ngó coi có cái giới nào mình phạm một mình không? Trừ khi ví dụ như ở cái giới không ăn chiều, thì mình ăn cái đó là mình tự một mình, hoặc là mình nghe nhạc xem phim, đó là cái giới mình phạm một mình thôi. Tuy nhiên những cái giới khác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái giới nặng á, hầu hết là mình đều có đối tượng để mà mình phạm giới hết. Phải có đối tượng để mà mình làm hại tới người ta. Nếu như mà mình phạm cái đối tượng mà mình xâm phạm, đó là bậc thánh, là coi như là mình chết rồi. Có những người họ chỉ vì nói giỡn một câu thôi, mà trong ví dụ như có một lần một ông quan cũng gần như cái chức tể tướng á, ông thấy ngài, nếu suy nhớ không nhầm là ngài Con Đanh Nhá, nếu suy nhớ không nhầm ngài Con Đanh Nhá, khi mà ngài đi xuống cái đường mà đường nó đường đá, đường núi đá đó, thì ngài phải nhảy né chỗ này né chỗ kia, tại vì cái đường rừng đường núi nó khó đi. Thì ông này ông mới buộc miệng ông nói: ông tỳ kheo mà đi đứng yên cho con khỉ. Ông đâu có ngờ ông nói, ông chỉ nói đùa bông quơ một cái câu đó thôi, nhưng mà Đức Phật nói như thế này. Tại vì ngài Con Đanh Nhá là một vị thánh A-la-hán, cho nên ấy, cái người này nè, Đức Phật nói cái ông này nè, ông mà không chịu gặp ngài Con Đanh Nhá thì ông sám hối kịp á, thì ông sẽ sau khi mà thân hoại mạng chung, có là sau khi ông hết tuổi thọ, ông sẽ trở thành cái con khỉ ở trong cái vườn Lập Tỳ Ni này. Thấy kinh khủng không? Thì ông này, mình làm vua mà không lẽ giờ, ý là mình làm quan mà quan lớn, không lẽ giờ mình kiếm ông sư nói giỡn thôi, làm gì ghê chứ vậy, không lẽ giờ kiếm ông sư đó mình quỳ xuống mình xin lỗi. Ông thấy cũng hơi ngại, và chính vì cái ngại đó, ông không có chịu xin lỗi liền, để vào tới hồi mà ngại đi mất tiêu. Hồi xưa thì làm gì có cái chuyện mà điện thoại, làm gì có chuyện internet, bây giờ một người đi mất tiêu rồi giờ kiếm ở đâu ra, và không gặp được để mà xin lỗi. Mà ổng biết thừa là Đức Phật đã nói, là chắc chắn Đức Phật không có nói sai. Thế là ổng chơi, ổng nói bây giờ, nhưng ổng kêu lính á, trong cái vườn đó, bây giờ ổng thích ăn những cái trái cây nào thì bây giờ tụi bay lo, tụi bay trồng cho tao. Trồng hết, trồng cái trái cây đó. Coi như là, rồi nhớ nha, thí dụ như mốt tao chết rồi đó, thì trong cái vườn đó mà có mấy con khỉ nào là cắm tụi bay mà lén phén để mà chọc phá tụi nó, coi như là nuôi nó mốt trong giường mà có khỉ thì bay bán tụi bay nuôi. Tới cái mức độ đó thưa quý vị, thì quý vị thấy không, chỉ vì một cái lời nói không đáng gì hết mà nó khiến cho mình bị mang nghiệp. Cho nên ấy, tất cả cái giới này nó có một cái tầm quan trọng, bởi vì mình không biết cái đối tượng mình phạm giới là ai, không biết.
Mà ngay cả cái đối tượng mà mình phạm giới đó đó là một cái người phàm phu. Ví dụ như bản thân sư là phàm chắc 100%. Nhưng mà quý vị tin nổi không? Một người ăn chặn sư 20.000 mà sư còn nhớ tới bây giờ. Nó kinh khủng tới vậy đó. Mà tới hồi sư gặp lại là sư sẽ tự nhiên có ác cảm. Gặp lại người đó là tự nhiên có ác cảm, mặc dù cái tiền không bao nhiêu hết. Mà ác cái tới giờ họ không chịu trả. Mà nghĩ là nghĩ như mình cũng đâu phải cái dạng người hẹp hòi đó đó, nhưng mà có cái vấn đề không phải là cái đồng tiền, cái vấn đề ở cái thái độ của họ khi mà họ làm cái việc lỗi với mình đó. Cái thái độ đó mới là cái quan trọng, mà chính vì á mình không có buông được, cho nên là mỗi lần mà gặp lại là mình cũng có hơi chút xíu hút mắt. Mà giả sử mình hút mắt trong đời này, đời sau gặp lại là tự nhiên ghét nhau, gặp là tự nhiên ghét, mình không biết tại sao ghét. Rõ ràng quý vị gặp những người ngoài đường, có những người mình gặp mình không biết tại sao mình không ưa họ, không biết tại sao mà tự nhiên mình không thích thôi. Đời này nếu mà họ vẫn là phàm thì nó quá tuyệt, đã không chuyện gì hết. Nhưng mà sẽ có một kiếp nào đó trong ngày vị lai, hoặc họ hoặc mình tu trong cái kiếp mà họ là người có giới, có định, có tuệ, họ chứng đắc thiền, chứng thần thông, tệ hơn nữa họ chứng thánh đạo thánh quả, mình cũng mang cái ác cảm đó mình gặp họ và mình làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nó phải chết. Quý vị biết là Đề Bà Đạt tu rất là dữ dội, tu hai a à, tu một a à, để coi hai một hay hai à, hai hai a tăng kỳ kiếp tu ba la mật rất là dữ dội. Nhưng mà đó ác cảm với Bồ Tát từ khi hai người vẫn còn phàm, cho nên cái kiếp này Bồ Tát đắc thành đạo quả chánh đẳng giác, Đề Bạt Đa gặp lại là cứ ghét, ghét rồi là tìm cách hãm hại. Mà khi mà không gặp á, không gặp Bồ Tát trong vòng sanh tử luân hồi, cái kiếp nào mà không gặp á, ông tu rất là giỏi, ông tu ghê gớm lắm, coi như mình gặp mình chỉ có quyền mình lại thôi. Nhưng mà chính vì cái mối hiềm khích năm xưa mà khi hai người vẫn còn phàm, cho tới lúc một người chứng đạo quả rồi mình gặp mình vẫn ghét, đó là cái hại. Cho nên cái giới nó quan trọng lắm thưa quý vị, và do đó mình phải tinh tấn, mình ráng sức mình giữ giới. Vì mình không biết cái đối tượng mà mình phạm giới đó đó vào cái kiếp vị lai họ có chứng đạo chứng quả hay không, có trời biết. Và điều thứ bảy là mình nói về thiền định. Và cái điều thứ tám là mình nói về tứ đế, có là mình bắt đầu mình nói về cái đạo quả giải thoát. Cho nên nói gì thì nói dòng do, cho dù mình có nói gì bố thí, mình nói gì giữ giới, nói cuối cùng đi nữa mình vẫn phải dẫn người ta đến với cái đạo quả giải thoát. Đức Phật nói đó, trong tương ưng cũng có mà trong tăng chi cũng có. Không phải bất kỳ ai ngồi lên bàn thuyết pháp đều được gọi là pháp sư. Một người được gọi là pháp sư không dễ, họ phải đạt được một cái tiêu chuẩn tối thiểu, đó là phải làm sao để mà hướng cái người nghe đến cái sự nhàm chán sanh tử, hướng đến cái chuyện tu hành giải thoát, cái người đó mới đáng gọi là pháp sư. Chứ không phải mình ngồi lên pháp tòa rồi mình nói cái chuyện bố thí, rồi mình nói cái chuyện cơm áo gạo tiền, rồi mình nói cái chuyện mà quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, hoặc là mình kể chuyện trên trời dưới đất hết giờ đi xuống. Một người như vậy có nói giỏi đến bao nhiêu đi nữa, bao nhiêu đệ tử đi chăng nữa, chùa lớn bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không gọi là pháp sư. Một vị pháp sư cho dù nói với một người, chỉ một người nghe, nhưng mà vị đó có khả năng hướng cái người đó đến cái đạo quả giải thoát, hướng cái người đó đến con đường tu hành giải thoát, thì người đó gọi là pháp sư. Nên nói hai cái vấn đề, thứ thiền định và nói về cái con đường giải thoát, nó khó lắm chứ không phải chuyện dễ, nó khó. Và hai điều cuối cùng, điều thứ 9 và thứ 10 là dành cho những vị thánh, là sao? Nói về giải thoát và giải thoát tri kiến. Có nghĩa là nói về cái kinh nghiệm chứng đắc thánh đạo thánh quả, và nói về cái kinh nghiệm nhìn lại những gì mà mình đã chứng đắc
và những gì mình chưa chứng đắc. Đó là nói về giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên ấy, Đức Phật nói trong rất nhiều những cái bài kinh, rất nhiều những bài kinh Đức Phật nói khi mà hai người tu hành gặp nhau, có thể đó là hai vị tỳ khưu, có thể đó là hai vị cư sĩ, nhưng mà khi hai người tu hành mà gặp nhau, chỉ có hai việc để làm, chỉ có hai việc để làm. Đó là việc gì? Một là nói về Phật pháp, thứ hai là giữ sự im lặng của bậc thánh. Mà giữ sự im lặng của bậc thánh ở đây đó được định nghĩa là thiền định hoặc là thiền quán, thiền chỉ hoặc thiền quán. Có nghĩa là như trong trường hợp này, sư và quý vị gặp nhau hoặc quý vị bạn đạo gặp nhau, chỉ có hai việc để làm. Thứ nhất là mình nói chuyện về Phật pháp, và thứ hai là mình hành thiền. Không có chuyện thứ ba để nói. Cho nên ấy, có những lúc cư sĩ tới chùa thì sư cũng rất là quý, nhưng mà kêu sư ra ngồi, mà ngồi nói chuyện, mà uống nước chơi với nhau, sư không biết nói gì. Thật sự, tại vì ấy, mình tập, hãy tập cho mình một cái thói quen, tập cho mình cái thói quen thưa quý vị, là khi mình tới chùa, mình cũng chỉ làm hai việc đó thôi. Một là kiếm với ông sư, hoặc kiếm nhau nói chuyện về Phật pháp để trau dồi cái giáo lý. Thứ hai là mình đi hành thiền, đừng làm chuyện thứ ba. Tết, mấy ngày Tết, mình không nhất thiết phải đi nhiều chùa, không nhất thiết phải đặt một cái danh sách là trong ngày hôm nay tôi phải đi 5 chùa, phải đi 7 chùa, phải đi 10 chùa. Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Mà chỉ cần quý vị tới được một ngôi chùa mà quý vị ngồi đó, quý vị học đạo được. Có thể là mình tự học, hoặc là mình gặp nhau, mình trao đổi giáo lý, hoặc mình gặp một vị sư và mình thấy là vị này giỏi giáo lý, mình ngồi đó mình bàn luận về giáo lý. Hoặc là mình tới chỉ một ngôi chùa thôi mà mình có thể mình hành thiền. Thì đó phải nói là nếu mình nói về phước á, cái phước nó nhiều hơn so với cái chuyện mà mình đi một chục ngôi chùa. Ta quỳ lại một ông Phật chứ quỳ lại 10 ông Phật nó cũng như nhau hả? Chùa nào không có Phật? Và thưa quý vị đó, trong cái trường hợp mà Đức Phật thuyết pháp, trong trường hợp Đức Phật thuyết pháp thì có những điều đặc biệt như thế này nè. Nếu như cái chuyện nó không có thật và chuyện nó không có lợi ích, thì cho dù người nghe có thích hay là không thích, Đức Phật cũng không nói. Và nếu như cái chuyện đó nó có thật nhưng mà nó không mang lại lợi ích, thì cho dù người ta có thích nghe hay là không thích nghe, Đức Phật cũng không nói. Nhớ cái điều này. Còn cái điều đặc biệt nè, nó phải là chuyện có thật và phải là chuyện có lợi ích, thì trong cái trường hợp người ta không thích nghe đó, thì Đức Phật sẽ có cách để cho họ nghe. Đó là điểm đặc biệt của chư Phật. Có cách để cho họ nghe vào một cái thời điểm thích hợp. Và cũng cái chuyện có thật, cũng có lợi ích, người ta thích nghe, nhưng mà không phải lúc nào Đức Phật cũng nói, mà phải đúng lúc Đức Phật mới nói. Sư ví dụ, hồi nãy mình nói cái chuyện mà khi mà nói về chính trị là nó là cái chuyện vô ích đúng không? Nhưng mà có trường hợp Đức Phật nói về chính trị, quý vị biết không? Có. Ví dụ như có lần vua A Xà Thế muốn đánh dân Vesali, đánh cái thành Vesali, thì Đức Vua mới sai một ông quan tới hỏi Phật là để coi cái ý kiến. Đương nhiên Đức Phật là không có xúi chiến tranh rồi, mà muốn hỏi coi cái ý kiến của Đức Phật về cái chuyện mà hành quân để mà đánh cái dân này đó, ý kiến của ngài, ý kiến sẽ như thế nào, coi như vua A Xà Thế muốn nghe. Thì cái trường hợp đó Đức Phật nói như vậy nè. Đức Phật không có nói thẳng với ông quan. Đức Phật hỏi ngài Ananda, thì này Ananda, thì cái dân mà xứ Vesali đó,
có kính trọng những cái bậc trưởng thượng, kính trọng những người cao tuổi có hay không? Ngài Ananda nói dạ có. Rồi Đức Phật hỏi cái dân Vesali đó, họ có thích tụ tập, họ có đoàn kết với nhau hay không? Ngài Ananda nói dạ có. Rồi Đức Phật hỏi cái dân Vesali đó, những cái luật lệ cổ xưa mà người ta đã đặt ra đó, họ có thay đổi hay không? Có nghĩa là họ có bỏ những cái luật lệ cũ và họ tự họ chế ra những cái luật lệ mới có hay không? Ananda nói dạ không. Rồi Đức Phật hỏi cái dân Vesali đó, họ có sống tốt để mà những cái người mà tu hành á tới đó, cho dù là đạo Phật hoặc cho dù đó là những cái tôn giáo khác, khi họ tới đó họ có hoan hỷ họ ở lại hay không? Và những người đang ở đó, những người tu hành đang ở đó đó, họ có muốn bỏ đi hay không? Đủ có đủ để mà níu chân họ lại hay không, để họ hoan hỷ? Thì Ananda nói dạ có. Họ, những người mà chưa biết khi mà nghe tin họ rất muốn tới, và những người đã tới đó thì họ muốn ở lại. Thì Đức Phật nói như vậy nè, với những cái con người như vậy đó thì không một thế lực nào có thể đánh đổ được, chỉ trừ khi mà họ bị chia rẽ từ bên trong. Chứ còn cái thế lực như vậy đó, họ đoàn kết, họ sống hiền thiện như vậy, không một cái thế lực nào chia rẽ được. Gì thế? Tại sẵn cho nên ấy, ông vua Xà Thế khi mà nghe cái việc đó thì vua Xà Thế thôi không có đánh dân Vesali nữa. Và rõ ràng sau một cái thời gian sau khi Phật nhập Niết Bàn á, thì do cái sự chia rẽ nội bộ bên trong, cho nên á, là dân xứ này mới bị đánh chiếm. Nhưng mà khi Đức Phật nói, Đức Phật không có nói suông cái chuyện chính trị, mà Đức Phật dựa vào đó để chi? Để Đức Phật nói về tăng đoàn. Đức Phật nói cũng như vậy này nè Ananda, cho tới chừng nào mà các vị tỳ khưu trẻ tôn kính những vị tỳ khưu lớn hạ, những vị trưởng thượng, những vị trưởng lão, thì chừng đó tăng đoàn còn hưng thịnh. Cho tới chừng nào mà những vị tỳ khưu không có bỏ đi những cái giới luật của Thế Tôn đã ban hành và không tự ý thêm vào những cái luật lệ mới, chừng đó tăng đoàn vẫn còn vững mạnh. Cho đến chừng nào mà những vị tỳ khưu còn ưa thích hội họp với nhau trong cái tinh thần đoàn kết, không thích chia rẽ, thì tới chừng đó tăng đoàn vẫn còn vững mạnh. Cho tới chừng nào mà tăng chúng, những vị tỳ khưu vẫn còn tích cực thực hành giáo pháp, thực hành thiền định, thực hành thiền tuệ, để những cái bậc hiền trí khi mà gặp họ, họ hoan hỷ, để những cái bậc hiền trí họ hoan hỷ, và những cái vị tỳ khưu hiền thiện tới một cái ngôi chùa họ vui hoan hỷ họ ở lại, và những vị ở trong cái ngôi chùa đó họ không bị đuổi ra đi, thì cho tới chừng đó tăng đoàn vẫn còn vững mạnh. Và một cái tăng đoàn vững mạnh như vậy không cần phải sợ cái sự chia rẽ, không cần lo sợ cái việc mà tấn công từ cái thế lực bên ngoài. Quý vị thấy Đức Phật không hề mà nói cái chuyện mà chính trị để như mình, không có nói, mà Đức Phật dựa vào đó để nói cái chuyện tu hành để cho mình hiểu. Và ngay cả cái chuyện như trong kinh thì một vị Bà La Môn, một vị đạo sĩ, khi mà tới thỉnh Thế Tôn thuyết pháp cho vị này nghe, Thế Tôn biết vị này rất muốn nghe và khi nghe vị này sẽ hoan hỷ, nhưng mà không phải bây giờ. Đức Phật ba lần Đức Phật từ chối, quý vị nhớ không? Khi mà Đức Phật đang đi khất thực thì vị Bà La Môn này tới hỏi Đức Phật, xin Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật nói bây giờ không phải lúc, bây giờ Như Lai đang đi khất thực, bây giờ không phải lúc để mà thuyết pháp. Vị này thỉnh ba lần Đức Phật từ chối, cho tới lần thứ ba Đức Phật mới nói. Tại vì sao? Đức Phật biết cái vị này đó từ xa đi tới, cái tâm nó vẫn chưa có bình tĩnh,
Dù như mình vừa mới chạy tới thì có khi là mình hô hấp mình còn dồn dập, mình còn chưa có bình tĩnh để mà mình sẵn sàng mình lắng nghe. Mặc dù nghe hoan hỷ nhưng mà nó chưa có lợi ích nhiều. Cho nên Đức Phật phải từ chối 2 lần. Tới cái lần thứ ba Đức Phật mới nói là cái gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm, trong cái suy tư chỉ là cái suy tư. Nhiều anh tới đó mấy anh cắt ngang, tới đó cắt khúc rồi xong đó, nói như đó Phật nói. Phật còn nói nữa, chưa hết, còn câu ở đằng sau. Chỉ có sự thấy chứ không có ai là người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có ai là người nghe, chỉ có sự xúc chạm, chỉ có sự suy nghĩ chứ không có ai xúc chạm, không có ai suy nghĩ. Có nghĩa là họ phải quán thấy được cái sự vô ngã ở trong đó. Chỉ có các pháp nó vận hành chứ không có cái nhân vật nào ở trong đó hết. Thì người Bà La Môn đi vào cái gốc cây để mà thiền định và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và khi mà xin xuất gia, Đức Phật nói là xuất gia chỉ khi nào có đầy đủ tam y với quả bát thì mới cho xuất gia, chứ còn mà chưa có đầy đủ là không có xuất gia được. Thì bây giờ đi đi ra ngoài đi kiếm đủ y bát đi rồi quay lại để xuất gia. Thì trong cái con đường đi đó, khi mà anh đa ta đang tìm vị a la hán người đang đi tìm thì bị dạ xoa đó, do cái oán, cái gọi là cái oan cái từ đời trước nó khiến cái con bò hút vị này chết. Chuối cái gì thấy có ăn cái nó lại là một cái chuyện khác, bây giờ mình không có kể làm chi. Thì quý vị thấy không phải lúc nào người ta thích nghe Đức Phật cũng kể, mà Đức Phật phải lựa đúng cái thời cơ Đức Phật nói. Có những khi đó quý vị, Đức Phật hỏi nhưng mà nó đặc biệt như vậy nè, Đức Phật biết hết ấy. Mọi việc Đức Phật biết hết, nhưng mà ngài hỏi không phải là ngài không biết, mà ngài hỏi để nhân cái cơ hội đó ngài thuyết pháp hoặc đưa ra một cái giới luật. Còn những cái ngài không nói không phải là ngài không biết, chẳng ngài biết nhưng mà chẳng qua đó không phải là lúc thích hợp để ngài nói, hoặc nó không phải đem lại cái lợi ích cho nên ngài không nói. Quý vị thử nghĩ coi, ba cái chuyện mà đời ta người ta bày nhau ra, xin nói xin lỗi nha, cái chuyện cầu an cầu siêu như bây giờ Đức Phật biết hết đấy. Ba cái trò Phật giáo Nam truyền bây giờ, Nguyên Thủy bây giờ, hoặc là Phật giáo phát triển, mấy cái trò linh ta linh tinh Đức Phật biết hết. Ngài biết hết á, mà ngài không có nói, ngài không có chỉ. Tại sao ngài không chỉ? Nó không có dẫn tới giải thoát. Nên Phật không nói làm chi? Chứ ngài biết hết á. Chứ chẳng chờ bây giờ mà mình tự mình bày vẽ ra một cái pháp môn nào đó, tự mình bày vẽ ra một cái chuyện gì đó, rồi mình dàn dựng lên, mình đưa nói là Phật giáo nhập thế. Không cần. Đức Phật biết. Hãy đặt câu hỏi tại sao ngài biết mà ngài không dạy, để chờ bây giờ mình phát minh ra. Tự hỏi. Và cái điều cuối cùng, cái giới cuối cùng trong 8 giới này đó, đó là tà mạng, tức là không có sống tà mạng. Thì trong cái giới mà không sống tà mạng á, tiểu vị nhớ nè, ba cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó là tà nghiệp, nó là tà nghiệp. Trong bát chánh đạo thì cái chánh nghiệp nó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm nó là tà nghiệp. Và nói dối nè, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói vô ích, nó thì cái đó gọi là tà ngữ. Thì quý vị nhớ, tất cả những cái việc làm để kiếm sống dựa trên tà nghiệp và tà ngữ thì đó được gọi là tà mạng. Định nghĩa rất đơn giản. Khi mình kiếm sống bằng tà nghiệp hoặc tà ngữ thì đó gọi là tà mạng. Vậy thôi. Thì có bài kinh như là trong Tăng Chi Đức Phật nói chỉ rõ ra 4 cái nghề nghiệp mà được xem là tà mạng. Coi như là nói cụ thể đó, nó ví dụ, Đức Phật ví dụ thôi. Ví dụ như cái buôn bán người, ví dụ như là môi giới mại dâm, hoặc là buôn bán nô lệ, hoặc buôn bán người chẳng hạn, những tất cả những loại đó. Thứ nhất, đó là tà mạng thứ nhất. Nghề tà mạng thứ hai là buôn bán động vật. Có thể buôn bán thịt sống hoặc chín, có thể là buôn bán luôn cả con vật.
Thì đó là cái nghề tà mạn thứ hai. Nghề tà mạn thứ ba đó là mua bán vũ khí. Vũ khí ở đây thậm chí ví dụ như là dao búa, chứ không nhất thiết phải là súng đạn, tại vì súng đạn là thuộc cái chuyện của nhà nước rồi. Và thứ tư là buôn bán thuốc độc. Chẳng hạn như quý vị biết thuốc độc là cái gì vậy? Có thể thể nó làm chết người hoặc không chết người. Ví dụ như là rượu bia, ma túy, thuốc lá chẳng hạn, tất cả cái thứ đó đều là thuốc độc. Thì bốn cái đó là bốn cái ví dụ cụ thể, nhưng mà quý vị nhớ nha, tất cả những cái việc mình kiếm sống bằng tà nghiệp hoặc và tà ngữ thì nó đều được gọi là tà mạng. Chẳng hạn như cờ bạc, cá độ thì bản thân nó cũng là nghề tà mạng. Thì thưa với quý vị đó, còn đó đó là đối với cư sĩ, còn đối với một vị xuất gia thì Đức Phật chỉ cho phép một vị tỳ khưu đi khất thực, hoặc là cư sĩ họ có cái niềm tin nơi Tam Bảo họ cúng dường, hoặc là họ có niềm tin nơi giáo pháp của một vị nào đó thuyết pháp, họ có niềm tin họ đi họ cúng dường, chỉ cái trường hợp đó thì mới được nhận một cách hợp lý. Nhưng mà nó ngay cả cái trường hợp thuyết pháp, thưa với quý vị, nếu như một vị pháp sư thuyết pháp với cái suy nghĩ tôi nói một cái gì đó để cho người nghe hài lòng, để cho cư sĩ họ hài lòng, thì họ sẽ làm một cái gì đó để cho tôi hài lòng. Nếu như một vị pháp sư có cái suy nghĩ đó thì đó cũng là tà mạn. Một vị pháp sư chỉ thuyết pháp nhằm cái mục đích hướng người nghe, hướng quý vị đến cái con đường tu hành đạo quả giải thoát, chứ không phải kêu quý vị bỏ buông bỏ để mà nhắm tới cái vỏ của quý vị, để mà nhắm tới cái túi tiền của quý vị, thì đó không phải là một vị pháp sư chân chính. Nhớ nha. Mà cái chuyện đó đó thì chỉ có trong cái đầu của cái người thuyết pháp họ mới biết là họ thuộc cái hạng gì, thì chỉ có mỗi họ biết thôi. Nói như vậy để quý vị thấy một vị tỳ kheo chân chính, Đức Phật chỉ cho phép làm bao nhiêu đó chuyện. Còn những cái chuyện như thậm chí mở nhà hàng, thậm chí nhà hàng thức ăn chay chăng nữa thì cũng được, Đức Phật cũng đâu có dạy, không có cho, không cho cái chuyện đó. Một vị tỳ khưu không được kiếm sống làm ăn buôn bán dù với bất kỳ một cái hình thức nào. Nhưng mà trong nhiều trường hợp, có những trường hợp người cư sĩ đó, có người họ thích sát sanh, thích trộm cắp, thích tà dâm, thích nói dối, nhưng mà họ không dùng cái đó để họ kiếm sống. Có những người họ thích họ ví dụ như lên xe buýt họ thích trốn vé, họ thừa tiền để họ bỏ tiền ra mua vé, nhưng mà đó họ có cái niềm vui nho nhỏ khi mà họ lên xe buýt họ không mua vé, họ có cái niềm vui đó, rõ ràng họ không có kiếm sống. Thì trong trường hợp đó đó họ không được gọi là tà mạng, nhưng mà họ phạm giới, họ phạm giới, có thể họ phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái giới nếu như họ làm họ sẽ phạm giới, nhưng họ không dựa vào đó họ kiếm sống, cho nên họ không phạm vào cái tà mạng. Quý vị nhớ ha. Và hồi nãy khi mà sư có nói về cái việc mà giới văn nghệ sĩ thì nó như thế này, trong tương ưng có một vị coi như là kịch kịch sĩ, gọi là một người chuyên đóng kịch đó, tới hỏi Đức Phật là thưa Thế Tôn, là con được nghe coi như là thầy tổ mà chuyên dạy nghề dạy kịch đó, nói là cái người mà làm cho thiên hạ cười, giúp cho thiên hạ cười, thì cái người đó khi mà thân hoại mạng chung á thì sẽ cộng trú với những vị chư thiên hay cười. Thì không biết thầy tổ con nói vậy đó, không biết có đúng hay không. Thì Đức Phật từ chối trả lời. Thì mình hỏi lần thứ hai Đức Phật vẫn từ chối trả lời, cho tới lần thứ ba Đức Phật nói. Thì chính vì ông một hai ông nhất quyết ông phải biết cái điều này, cho nên là Như Lai nói một người chưa có chứng đạo chứng quả, có là chưa chứng thánh,
thì bản thân họ đó, họ vẫn còn tham ái, vẫn còn tham dục, còn vẫn còn thích cái này thích cái kia. Thì khi mà họ biểu diễn, họ sẽ khiến cho người khác cũng tham ái, cũng tham dục y chang như họ. Ví dụ như những cái bài ca kêu gọi cái tình thương nam nữ, cái tình yêu đôi lứa, hoặc là mặc những cái trang phục thiếu dải lên sân khấu lắc qua lắc lại, những cái đó bản thân họ đã đầy ắp cái tham dục, và họ truyền cái tham dục đó, truyền hết cho tất cả những người nghe. Rồi những người nghệ sĩ, bản thân họ chưa chứng thánh, cho nên họ vẫn còn đầy ắp cái lòng sân hận, đầy ắp cái bỏn xẻn, cái ganh tị. Thì khi họ lên sân khấu, họ tạo ra những tác phẩm, họ sẽ khiến người nghe, khiến người xem cũng đầy những cái tâm sân hận y như họ. Ví dụ như những cái bài ca, những cái vở phim, những vở kịch mà kêu gọi cái lòng hận thù, kêu gọi cái sự thù oán một cái dân tộc khác, kêu gọi cái sự đấu tranh, kêu gọi một cái sự căm ghét, một cái sự bỏn xẻn đối với một cái đối tượng nào khác, thì đó là họ đã gieo rắc cái tâm sân cho người khác. Và một người nghệ sĩ thì bản thân họ chưa chứng thánh thì họ có thể là một người tà kiến. Tà kiến ở đây là sao? Có nghĩa là họ có thể tin tin thần, tin thánh, tin một cái đấng tạo hóa, hoặc họ là một người không tin cái gì hết, không tin nghiệp báo, không tin nhân quả. Một người có tà kiến như vậy, khi mà họ tạo ra những tác phẩm, họ sẽ khiến cho người khác cũng theo cái tà kiến y chang họ. Nó nhỏ một cái cho cái chương trình Tết đó, có cái chuyện mà táo quân, xin lỗi quý vị chứ, có cái chuyện mà hậu gì, có cái chuyện mà một ông táo mà đi lên mà tâu sớ trong Ngọc Hoàng Thượng Đế không, có chuyện nó có hay không? Mình học đạo mình thừa sức biết cái chuyện không có, đúng không? Rồi mà khi mà những người nghệ sĩ làm cái việc đó là mình gieo rắc cái tà kiến, gieo rắc tà kiến để cho người khác, cho 90 triệu người dân mình nghe, để mà tin một số rất lớn những người đã tin là có cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, để làm chi? Ông ban phước, ông giáng tội cho mình. Thì Đức Phật nói với một người tham sân si, bản thân họ tham sân si và họ làm cho người khác cũng tham sân si y chang như vậy, thì cái con người đó chỉ có hai đường để đi thôi, chỉ có ba đường để đi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không đi đâu khỏi. Và cái con người mà có cái tà kiến á, có nghĩa là họ suy nghĩ là tôi làm cho người khác cười thì tôi sẽ được sanh thiên, họ suy nghĩ tà kiến như vậy đó, Đức Phật nói họ chỉ có hai con đường để đi thôi, địa ngục hoặc súc sanh. Mà cái địa ngục mà dành cho cái giới mà văn nghệ sĩ, thưa quý vị, cái tên nó rất là đẹp, nó là địa ngục hỷ tiếu. Có nghĩa là địa ngục mà vui cười á, có nghĩa là khi mà cái chúng sanh ở dưới đó, người ta nhìn vô người ta thấy mấy cái dân ở dưới địa ngục này hình như họ toàn nhảy múa, nhảy múa họ ca hát họ cười không à, nhưng mà cái người ở trong cuộc á, họ mới biết là tại vì đó họ đau khổ quá, họ dùng dẫy đó, mà người ta tưởng họ dùng dẫy là họ đang nhảy múa. Và khi họ kêu gào, họ la hét, họ đau khổ á, người ta nhìn vô người ta tưởng họ đang ca hát, chứ thực tế cái dân nó trỏng khổ gần chết. Nói gì? Và sẵn đây thì sư hơi lạc đề một tí xíu. Quý vị khi mà nghe giảng như vậy đó, quý vị có giải mã được một cái lý do tại sao cái giới văn nghệ sĩ trong cái chuyện tình cảm của họ đó thường nó rất là phức tạp. Hiếm một người văn nghệ sĩ nào mà chịu lấy một vợ một chồng ở vậy suốt đời, hiếm lắm. Đa phần là cái chuyện tình cảm mà rất phức tạp. Quý vị biết tại sao không? Tại vì những người văn nghệ sĩ đó, họ sống thường xuyên trong cái tâm tham, thường xuyên trong tâm sân. Họ sống thường xuyên, họ chìm đắm trong hai cái trạng thái đó, tham sân si, họ thường xuyên họ chìm đắm. Mà theo Phật giáo mình nói là họ buông lỏng sáu căn, buông lỏng sáu cái giác quan mình, chạy theo toàn thứ thích thứ ghét. Mình người tại gia cư sĩ không nằm trong giới đó mình còn đỡ, nhưng những người trong đó đó, họ sống thường trực ở trong đó, chìm đắm ở trong đó, cho nên ấy, họ không có cái sự tự chủ,
sự tự chủ của họ rất là khó, rất là hiếm. Cho nên cái chuyện tình cảm của họ nó cũng phức tạp. Nó là như vậy. Chứ không phải cái gì mà nó ghê gớm. Rồi, thì thưa quý vị, cho dù nãy tôi nói năm giới hay là tám giới, tất cả những cái giới này đó, nó dành cho tất cả mọi người, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt tôn giáo. Cho dù mình có theo Phật hay không theo Phật, thì năm giới này vẫn là năm thứ mình phải theo, vẫn phải giữ. Chẳng qua cái người theo Phật thì họ biết có năm giới để họ giữ, còn cái người không theo Phật họ không biết. Chính vì họ không biết cho nên họ tha hồ, họ phạm giới, họ làm tội, họ làm ác mà họ không biết đó là ác. Thì cái tám giới này đó, tám giới mà có cái giới chánh mạng này đó, thì mình còn gọi là cái giới khởi đầu phạm hạnh. Còn gọi là cái giới khởi đầu phạm hạnh, mà quý vị đã ghi ngay từ đầu. Thì cái giới, bởi vì sao? Khi mà cái giới này đó, mình có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, là trong bát chánh đạo mình đã có ba thứ rồi. Đã có ba thứ. Cho nên đây được gọi là tám giới khởi đầu cho cái phạm hạnh. Bây giờ nói về cái giới Bồ Tát thì sư hy vọng mà còn chừng cỡ 15-20 phút nữa thì mình ráng mình nói cho nó dứt. Thì trong cái giới này đó, nó có những cái loại mình như vậy nè, vậy kia. Có những cái ngày, ví dụ như có người thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là Uposatha. Cũng tám giới, nhưng mà tám giới này nó khác tám giới quý vị vừa mới học ha. Tám giới Uposatha mình còn gọi là giới Bồ Tát, thì nó có những cái ngày để mà mình thọ nè. Thứ nhất, ít nhất là mình thọ 4 ngày. 4 ngày là 4 ngày nào? Mùng 8, 15, 23 với 30. 4 ngày ha. 18, mùng 8 nè, 15, 23 với 30. Tháng nào thiếu thì 29. Rồi còn 6 ngày thì mình thêm là ngày, cộng thêm cái ngày 14. Rồi cộng thêm ngày 29. Tháng thiếu thì 28, 29. Có nghĩa là 6 ngày là ngày gì? 8, 14, 15, 23, 29, 30. Đó là 6 ngày. Bác Quan Trai. Rồi nếu mà 8 ngày đó thì có ngày 8 nè. Ý là ngày 5, ngày 8. Nhưng mà 8 ngày có ngày 5, ngày 8, 14, 15, rồi 20, 23, rồi 29, 30. Tháng thiếu thì 28, 29. Không, 20 có ngày 20. Là dành cho những người mà thọ 8 ngày trong một tháng đó. 8 ngày một tháng thì có ngày 20. Rồi có người thọ tới 19 tới 20 ngày trong tháng luôn. Có nghĩa là họ thêm một cái ngày đưa và một cái ngày rước. Có nghĩa là họ cộng thêm một ngày đầu với một ngày đuôi. Ví dụ như là ngày, ví dụ như ngày 5 đi. Ví dụ ngày 5 thì họ sẽ tính luôn là 4, 5, 6. Thì ngày 5 ở giữa, 4, 5, 6. Rồi ngày 8 thì họ sẽ có là 7, 8, 9. Vì dựa trên cái 8 ngày đó. Cho nên ấy, 19 20 ngày thì mình sẽ đi luôn một lèo là từ ngày 4 tới ngày 9 luôn. Ngày 4 tới ngày 9. Rồi ngày 13 tới 16. Rồi 19 tới 24. Và 28 tới mùng 1. Còn cách nữa là mình thọ, có người họ thọ là trong 3 tháng an cư, có là chư tăng an cư mùa mưa 3 tháng đó, thì họ cũng thọ giới bát quan trong 3 tháng đó luôn. Còn một cách nữa là họ thọ suốt đời, ví dụ như những người ở trong chùa, ví dụ những cái chú giới tử mà trong cái giai đoạn mà tập tu mà chưa có thọ giới đó, hoặc những người trong chùa nếu mà thích thì họ có thể thọ suốt đời ở trong chùa luôn, họ có thể họ thọ suốt đời.
Thì cái việc mà giữ giới nó có nhiều loại. Một là mình giữ nguyên ngày, có nghĩa là mình giữ từ sáng ngày hôm nay cho tới sáng ngày hôm sau là mình giữ nguyên ngày. Cái thứ hai là mình lỡ ăn trưa rồi thì mình giữ luôn là thôi là từ từ chiều cho tới sáng, cái là mình thọ nửa ngày đó, mình lỡ ăn trưa rồi, ý là ăn trưa xong rồi, ăn trưa xong rồi đó, qua thời điểm ăn trưa á thì mình thọ từ chiều tới sáng, hoặc là mình lỡ ăn chiều, nếu mà mình lỡ ăn chiều rồi đó thì mình chỉ thọ từ đêm cho tới sáng, có là mình thọ 1/4 ngày, thọ từ đêm tới sáng. Hoặc là có khi là trong cái mình chỉ thọ giới hạn là trong cái thời mà một vị pháp sư họ thuyết pháp thôi, ví dụ như vị pháp sư thuyết pháp thì mình thọ tính từ lúc đó cho tới khi mà vị pháp sư đứng dậy đi là mình hết thọ, thì có những cái trường hợp đó. Thì trong Tăng Chi đó có nói là mình có ba kiểu thọ giới bát quan, ba kiểu thọ giới bát quan. Thì cái thứ nhất là mình giữ giới như là cái người chăn bò, giữ giới như người chăn bò. Giữ giới là sao? Đức Phật ví dụ như là cái đứa bé chăn bò đó, thì nó đi làm, nó đi chăn bò với cái tâm lý là tôi chăn ngày hôm nay về là tôi sẽ được chủ cho bao nhiêu đây tiền, hoặc là tôi chăn về xong rồi thì tôi sẽ được ăn cái này, tôi sẽ được ăn cái kia, tôi sẽ được chơi, tôi sẽ được đi chơi này nọ. Đó là cái tâm lý của một đứa bé chăn bò. Cái người giữ giới theo cái kiểu người chăn bò đó, đó là những người sao? Họ giữ giới để họ mong cầu công đức, giữ giới để cầu phước, và họ giữ giới với cái tâm lý là thôi hôm nay ráng nhịn đi, ăn hôm nay ráng nhịn đừng ăn, nhưng mà đặt trước nha, đặt ví dụ như là đặt trước là ngày mai nhớ giao cho tôi là một cái bữa tiệc sáng để tôi ăn cho đã, tôi nhịn nguyên ngày để sáng mai tôi ăn cho đã, là họ chờ ngày mai, tôi ráng nhịn để chờ mai ăn đó. Hoặc là ví dụ như cái bộ phim phim hôm nay chiếu nhưng mà lỡ hôm nay thọ giới thì thôi mua vé sẵn cho ngày mai, đặt chỗ trước cho ngày mai đó, rồi hôm nay tôi thọ giới tôi để đó, ngày mai tôi đi tôi coi. Thì cái kiểu đó là cái kiểu thọ giới của người chăn bò. Cái thứ hai là thọ giới của ngoại đạo. Ngoại đạo là sao? Là những người ngoại đạo họ tự đặt ra những cái giới hạn về vật lý hoặc là giới hạn tâm lý. Thì cái người mà thọ giới theo kiểu ngoại đạo đó là họ nói là tôi làm xong miễn sao tôi không phạm tám giới thôi. Nó là sao? Họ tự đặt ra những cái giới hạn để chi? Lách luật. Lách luật. Ví dụ như tôi không ăn chiều nhưng mà tôi dặn dặn mấy đứa nhỏ thôi ráng làm cái chén nhân sâm, chén chén nước sâm á, không ăn chiều chơi nguyên chết nguyên chén đó. Rồi có khi là nguyên ngày hôm đó thì tôi giữ tám giới xong tôi đi ngủ, ngủ đâu phạm giới, tôi đi ngủ ngủ tới sáng ngày hôm sau luôn, hoặc là chơi nguyên ngày hôm đó tôi ngồi chơi đánh cờ thì cũng đâu có phạm giới. Có nghĩa là họ tìm mọi cách miễn sao mà không phạm, họ nghĩ là họ bắt qua chứ miễn sao không phạm tám giới đó thôi, thì họ tha hồ họ làm những thứ mình thích. Thì đó là cái cách thọ giới của ngoại đạo. Còn cái cách giữ giới của thánh nhân là như thế này nè, là trong suốt cái thời gian giữ giới, giữ tám giới bát quan á, mình thực hành năm cái đề mục tùy niệm. Năm đề mục đó là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, không có niệm thí. Phật, pháp, tăng, giới, thiên. Ở trong suốt cái thời gian đó họ thực hành liên tục năm cái pháp thường niệm này. Và khi mà họ giữ tám giới đó, thì họ ý thức rõ tại sao họ giữ giới. Ý thức ở đây là như thế nào? Chư Thánh Tăng, các vị Thánh A-la-hán, các ngài đã từ bỏ sát sanh. Thì trong trọn ngày hôm nay, tôi cũng học theo hạnh các ngài, tôi từ bỏ sát sanh. Họ ý thức rõ như vậy. Tương tự như vậy cho các giới còn lại.
Các vị thánh A-la-hán, các ngài trọn đời không trộm cắp, thì trong suốt ngày hôm nay tôi học theo hạnh các ngài, tôi không trộm cắp. Ý kiến là cho tới cuối cùng, các vị thánh A-la-hán, các ngài trọn đời không nghe múa hát thổi đờn kèn, thì tôi cũng học theo hạnh các ngài, tôi không nghe múa hát thổi đờn kèn. Nghĩa là tám cái giới này họ làm, họ thực hành theo các vị thánh tăng, nương theo các vị thánh tăng. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó, họ liên tục thực hành năm cái pháp tùy niệm: Phật, Pháp, Tăng, Niệm Giới và Niệm Thiên. Năm pháp này thì sau khi mà tới cái phần định á, thì sư sẽ hướng dẫn. Chứ không phải kêu niệm Phật là mình réo tên Phật ra, là mình réo suốt ngày suốt đêm nữa, là niệm Phật không phải vậy. Thì ở đây có còn ai không biết tám giới Bát Quan là tám giới nào không? Có ai chưa biết không? Cái sự đập đập. Thì tám giới ha, không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm. Hay bình năm giới là không tà dâm, thì cái giới này là không hành dâm. Không, không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu. Có nhiều quý vị nói là năm giới đầu mà nó không tà dâm thì đổi thành không hành dâm, dễ nhớ. Rồi cái tiếp theo là không có ăn sái giờ. Nghĩa là không ăn quá ngọ, không ăn sái giờ. Rồi cái nữa là không có múa hát thổi đờn kèn, hoặc là nghe xem múa hát thổi đờn kèn. Cũng trong cái giới này luôn là không trang điểm hoặc là xức nước hoa, xức các vật thơm. Và cái giới cuối cùng là không có nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Vậy thì tuần sau thì sư sẽ giải thích về tám cái giới này cũng như những cái quả báo của nó. Thì bây giờ mình có cái thắc mắc nào trong suốt cái thời giảng không? Có một sự nói là không đi về Phật, không sắc xanh đó, không nứt đó. Thì sao rồi? Thầy nứt ngày xưa là thầy thấy cắt rất nhiều sắc chừng là tinh sắc nào. Sắc cái đầu tội đó chứ. Con ý của là con nít nó cắn kinh sách cho nên mình giết nó không có tội. Thì nó như thế này nè, cho dù á, cho dù cái con đó là con gì đi nữa, thì khi mà nó làm một cái việc gì, ví dụ như nó làm hư kinh sách, hoặc thậm chí nó giết mình, hoặc nó giết con cái mình, nó giết người thân của mình, đó là cái nghiệp của nó, nó là cái ác nghiệp của nó, và nó sẽ phải chịu cái hậu quả do cái ác nghiệp nó làm. Còn khi mình giết nó là mình sẽ chịu cái hậu quả do ác nghiệp mình làm, mình hiểu không? Còn nếu nó cắn người ta, nó có giết, nó làm người ta chết không? Thì nó như thế này nè, mình phải phân tích ra coi là cái mình, khi mà mình làm một cái việc gì đó đó, là nó lợi nhiều hay nó hại nhiều. Chẳng hạn như cướp, như có một kiếp là ví dụ như tên cướp mới lên thuyền,
để mà nó ăn cướp xong nó giết hết người trên thuyền, thì Bồ Tát giết cái tên cướp đó. Bởi vì khi mà Bồ Tát giết tên cướp thì ngài phạm cái giới sát sanh giết một người, nhưng mà đồng thời ngài được cái phước là ngài cứu tất cả những người còn lại. Thì khi mà ngài suy xét thì ngài thấy là cái phước nó nhiều hơn cái tội, cho nên á Bồ Tát là sẽ còn đi xuống địa ngục. Khi mà ngài giết là đảm bảo là ngài xuống địa ngục rồi đó. Nhưng mà khi ngài hết địa ngục, ngài hết chịu hết cái quả ác nghiệp đó thì ngài sẽ hưởng cái thiện nghiệp. Thì cũng vậy, ví dụ như con vít mà cô nhắm, khi mà cô giết nó, cô phạm giới sát sanh á, thì thứ nhất là mình nhắm coi là mình có đủ cái gan mình chịu cái quả báo địa ngục hay không đó, chịu đủ cái quả báo mà đã học ở trong cái phần mà giới sát sanh đủ hay không. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai là xét coi cái phước mà mình làm á, do cái việc mình giết cái con đó để mình bảo vệ một ai đó hoặc một cái gì đó, cái phước nó có đủ lớn hơn cái ác nghiệp mà mình làm hay không. Nếu như mà nó không lớn hơn á thì đừng có làm. Rồi cái chuyện mà cái chuyện lạy Phật á, thì ở trong kinh nó có một cái thuật ngữ là ngũ thể đầu địa. Trong thuật ngữ Pali có là ngũ thể đầu địa là sao? Có nghĩa là hai tay rồi hai chân và cái đầu chạm đất thì gọi là ngũ thể đầu địa. Thì người Ấn Độ xưa họ có cái phong tục khi mà họ lạy là như thế này nè, là hai tay của họ họ sẽ chạm vào cái chân của cái người mà họ tôn kính. Ví dụ như là họ lạy một ai đó, họ sẽ hai tay họ sẽ chạm vào cái chân của họ. Nếu như họ không chạm chân thì họ sẽ nâng, thậm chí là nhiều người họ nâng cái chân lên luôn, nâng cái chân lên để mà họ lót để mà cái chân họ đặt lên cái tay của mình nè. Thì cái người á, cái cho nên mình không có thể nào mình nói là quy định là phải úp hay ngửa, tại vì có khi úp thì họ úp trong cái tư thế là chạm cái chân của đối tượng. Ví dụ như mình lạy Phật, mình úp trong cái tư thế là mình chạm chân của Phật, hoặc mình ngửa là trong cái tư thế là mình nâng chân của Phật, thì úp ngửa đều được. Nhưng mà còn cái chuyện mà giống như là chim bánh xèo lật tới lật lui á, thì cái chuyện đó là do mình bài vẽ. Bài vẽ là sao? Ví dụ như khi mà mình lạy xuống là mình cần phải chống cái cơ thể mình, thì cái hai tay mình úp xuống nè đó, và họ theo cái kiểu mà nâng lên để mà mình nâng cái chân Phật á, họ ngửa lên xong rồi tới hồi mà mình nâng cái người mình lên là mình là phải chống tay mình xuống để mình hỏi lên. Cái ban đầu nó chỉ như vậy thôi, mà họ sao những cái người mà họ hướng dẫn á, họ hướng dẫn để mọi người làm một lần để cho nó đẹp, kiểu như là cùng một lúc là chống tay xuống, cùng một lúc là hạ người, cùng một lúc nâng lên để làm cho nó đều đẹp. Nhưng mà biết là mình làm người Việt mình có cái thói gọi là làm nhanh làm tắt cho nó quen, cho nên là cứ xuống rồi úp ngửa là cứ lại là không biết tại sao làm. Nó vậy thôi. Úp lên xuống rồi ngửa ra, họ nắm lại. Thì đó. Đó rồi đó, thì cũng có một số người đó là họ do họ tà kiến thôi, họ nghĩ là họ mở ra để họ xin được cái gì đó, để họ xin được cái gì đó đó họ nắm lại thôi giữ. Thì cái đó là cái kiểu tà kiến thôi, chứ còn mà bản thân những người mà ban đầu có chánh kiến á thì họ hướng dẫn không có gì hết, hướng dẫn vậy thôi đơn giản. Rồi đó, thì cái phần mà giảng ngày hôm nay nếu mà được cái lợi ích gì giúp cho quý vị trong con đường giải thoát thì đó là nhờ trí tuệ của Đức Phật và chư Thánh Tăng. Còn những cái gì do sơ xuất trong cái lời nói cũng như là trong cái ý nghĩa thì đó sơ xuất cá nhân sư. Xin chia đều cái phần phước này đến với tất cả chúng sanh. Xin cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi cái gì hồi hướng